Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chia hai phân số với nhau. Và hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn nhân hai phân số với nhau rồi. Và bài học hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là chia hai phân số với nhau. Mình sẽ vào bài học luôn. Khi chia hai phân số với nhau, các bạn cần nhớ cho mình cái nguyên tắc này nhé. Cái nguyên tắc luôn luôn phải nhớ. Nguyên tắc cần nhớ để chia hai phân số với nhau, có nghĩa là ta lấy phân số thứ nhất, phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Phân số thứ hai đảo ngược các bạn nhé. Phân số đảo ngược nghĩa như thế này. Mình lấy ví dụ cho các bạn xem. Ví dụ 8/5, khi các bạn đảo ngược lên nó thành 5/8, thì ta gọi là phân số đảo ngược. Và bây giờ mình sẽ vào ví dụ luôn. Mình vào ví dụ 1. Mình lấy 8/5 chia cho 4/3 và bằng 8/5 phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Phân số thứ hai nó là 4/3, chúng ta đảo ngược lên là thành 3/4, và chúng ta sẽ rút gọn luôn ở đây. 4 chia 4 được 1, 8 chia 4 được 2, và chúng ta còn 2 × 3 = 6, 5 × 1 = 5, và kết quả ta có là 6/5. Và mình có ví dụ 2. Mình có 11/6 chia cho 7/5 và bằng phân số thứ nhất giữ nguyên nhân với phân số thứ hai đảo ngược, 5/7, và bằng 11 × 5 = 5 năm, phần 42, 6 × 7 = 42. Các bạn có hiểu chưa? Hiểu không ạ? Chúng ta lấy phân số thứ nhất giữ nguyên và nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Chúng ta chỉ cần nhớ nguyên tắc này là chúng ta có thể làm được dạng bài toán này. Và mình có ví dụ thứ 3. 15/4 chia cho 8/3 và bằng 15/4 mình giữ nguyên, mình nhân với 8/3 mình viết thành 3/8. Vì vậy mình có 15 × 3, 15 × 3 = 45, 4832. Và mình có một ví dụ cuối cùng nữa. 12/5 chia cho 4/7 và bằng phân số thứ nhất mình giữ nguyên 12/5, mình nhân với phân số thứ hai 4/7, mình đảo ngược lên 7/4. Cái này mình rút gọn luôn các bạn nhé. 4 chia 4 được 1, 12 chia 4 được 3, 3 × 7 = 21, 5 × 1 = 5, và kết quả mình có là 21/5. Và video của mình hôm nay cũng xin dừng tại đây nhé. Các bạn nhớ, hãy nhớ cho mình nhé, là khi chia hai phân số với nhau thì các bạn cần nhớ về nguyên tắc lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược là ta có thể làm được dạng bài toán này. Và video của mình hôm nay xin dừng tại đây. Nếu mà các bạn thấy hay và bổ ích thì hãy like và đăng ký kênh cho mình nhé. Tạm biệt các bạn.